Chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ mỗi lần đi du lịch, đầu đau đầu và khổ sở khi phải đem theo một đống chai lọ, nào là sữa tắm, dầu gội và các loại mỹ phẩm khác, hoặc tốn thời gian để chiết chúng ra từng lọ nhưng lại lo sợ, không biết các chai lọ ấy có bị rò rỉ ra khắp hành lý hay không. Chưa kể đồ đạc nhiều khiến hành lý của bạn trở nên cồng kềnh nặng nề, nhưng các bạn đừng lo nữa nhé. Tất cả các vấn đề này hãy để Bình Đựng Đa Năng Du Lịch 4-1 Ashley giải quyết giúp bạn. Nó sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn khi đi du lịch hay công tác, khiến hành lý của bạn sẽ nhỏ gọn hơn gấp nhiều lần và không cần phải lo sợ các dung dịch bên trong chảy ra ngoài. Các bạn chắc chắn sẽ yêu quý nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tại sao chúng được gọi là 4-1? Bởi Bình Đựng Đa Năng Du Lịch Ashley có trang bị 4 bình chứa mini kích cỡ thu nhỏ. Bạn có thể để bất kỳ dầu gội, sữa tắm hay mỹ phẩm mà bạn yêu thích vào bên trong. Bình Đựng Đa Năng Du Lịch Ashley được thiết kế với chất liệu siêu bền, chúng có thể chịu được nhiệt độ cao trong bất kỳ tình huống nào. Đặc biệt, nắp bình có chức năng chống rò rỉ các dung dịch hoặc chất lỏng ra ngoài. Bên cạnh đó, Bình Đựng Đa Năng Du Lịch Ashley còn có thể tái sử dụng. Bạn chỉ cần mở nắp và lấy 4 bình mini ra rửa sạch là bạn có thể sử dụng cho nhiều lần tiếp theo. Ngoài ra, Bình Đựng Đa Năng Du Lịch Ashley còn có thiết kế thêm nhãn đính kèm giúp người dùng có thể phân biệt rõ ràng từng loại dung dịch với các nhãn có sẵn. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không tạo ngay sản phẩm tiện ích này để có những trải nghiệm tuyệt vời? Hãy để Bình Đựng Đa Năng Du Lịch 4-1 Ashley trở thành người bạn đồng hành của bạn trong những chuyến đi nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.